một chiếc xe điện á, chiếc xe VinFast mà là xe điện á. Lần đầu tiên mới thấy luôn, mới thấy lần này là lần thứ ba luôn. Mấy người đây ba lê á, thường là mấy người đã hỏi là thích nắng đúng không, mà bây giờ bởi vì nắng quá gắt á nên là cảm thấy họ rất là mệt mỏi luôn. Nói bữa giờ thì cái tiêu UV á nó rất là cao luôn, tiêu UV rất cao, không hề tới với sức khỏe một tí nào cả. Thank you.